thời gian qua con lơ là việc tu từ khi dịch bệnh bùng phát con có đi công ty làm lưu trú khi vào đó con nghe lời mấy anh lập chung con lâm vào cảnh bài bạc đỏ đen giờ khi được trở về và dịch đã bớt con ngày càng chơi mạnh bạo hơn và giờ đổ nợ con báo cha báo mẹ và người thương yêu thương con họ đã làm ba bốn năm qua để dành từng tí mà con nợ phá hết giờ còn nợ hơn 100 triệu giờ con cảm thấy hối hận quá mong sư cho con lời khuyên con nên bắt đầu lại như thế nào cho đúng đây vì giờ không còn ai còn niềm tin ở con bây giờ con mới 20 tuổi thôi à, nếu mà quý vị hỏi mình bắt đầu lại đó thì có một cái sẽ cần phải nói trước nhé là nợ nần thì không có được xuất gia trừ khi ai đó gánh nợ giùm mình chứ còn mà mình nợ là mình không có được xuất gia à, cho nên là tạm thời nếu như mà mình có cái suy nghĩ xuất gia là để qua một bên nha để qua một bên và cái lời khuyên của sư đó là nên chịu trách nhiệm với những việc mình làm mình phải có dũng cảm chịu trách nhiệm với những việc mình làm người ta tới người ta đòi nợ người ta chửi mình người ta đánh mình thì học hạnh của ngài phú lâu na nhé là sao nó chửi mình tức là họ cũng còn hiền chán tại vì họ không đánh mình họ, họ không đánh mình họ còn hiền lắm ừ. nếu như mà họ đánh mình là họ còn hiền lắm tại vì họ chưa có chém mình <laughs> họ chưa có chém mình họ còn hiền lắm nha mà nếu họ chém mình á là họ vẫn còn hiền lắm tại vì họ chưa có giết mình nha mà nếu họ giết mình thì coi như mình giải thoát cái mạng mình có gì đâu à, cái mạng mình có gì đâu mình giải thoát thôi ừ. rồi thì còn nếu như mà người ta kiện cáo rồi mình phải vào tù tội vì cái chuyện là mình không có tiền cả nợ đó thì cũng sẵn sàng thôi mình phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm mình gọi là có gan làm thì có gan chịu nha có gan làm thì có gan chịu rồi thì mình cũng phải kiếm việc làm thôi nếu như mà người ta gây áp lực để cho mình không có được việc làm thì mình nói với người ta thì tôi phải đi làm tôi có tiền tôi trả nợ chứ còn bây giờ anh không cho tôi đi làm thì tôi không có tiền tôi trả nợ anh tôi còn có cái mạng anh muốn làm cái gì đó thì anh làm chịu thua thôi ừ. mình phải có cái gan mình phải có cái gan nhưng mà xin nhắc như vậy đừng vì nợ nần ừ. mà sai càng thêm sai tức là gì đừng vì cái chuyện mà kiếm tiền trả nợ đó mà mình chấp nhận làm các ác nghiệp. Bây giờ mình đang ở trong bóng tối, bây giờ mình đang ở trong bóng tối. Nếu như mình không thể đi ra ngoài sáng được, thì ít nhất đừng tiếp tục đi vào trong bóng tối, tức là từ tối mà đi vào tối. Nghĩa là sao? Mình vì cái chuyện nợ nần nhé rồi mình phải làm những chuyện phi pháp cái với đạo cái với đời để mình có tiền để mình trả nợ đó không nên ừ. còn cái chuyện mà chủ nợ thì họ làm cái gì mình ấy thì nói thiệt là mình có gan chơi là mình phải có gan chịu nha cái dòng luân hồi thì nghiệp và quả của nghiệp thì nó rất là sòng phẳng mình không có trốn tránh được đâu. Ừ. Thì đó là lời khuyên của tôi.